Dạ, về sớm chút, có chuyện muốn nói với anh. Được. Sao cậu còn ở đây thế? Tống không tra tìm cậu đó, bảo cậu qua phòng làm việc của anh ấy. Có nói là có chuyện gì không? Không biết nữa, nhưng hôm nay gọi đi mấy người rồi. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn, tôi đi ngay đây. Ngày nào cũng giả vờ bán mạng như thế, kích mẹ gì chứ. Không phải chơi vẫn được tiền bằng chúng ta sao? Cậu nói thế là sao chứ? Nói thật thì có lỗi gì ạ? Tổng thanh tra, tôi là Tạ Trúc Tinh. Mời vào. Dương kia, đang có khách hả? Hay là lát nữa em tới sao? Đừng đi, vào đây, đóng cửa lại. Đây là Tiểu Tạ, chuyên gia vũ đạo đấy. Đầu năm nay mới ký hợp đồng với phòng làm việc của chúng tôi. Hồi tháng 3, còn từng nhảy chung với Lô Thiên Dương. Tôi quên mất, cậu 20 mấy rồi. Ấy nhỉ Tiểu Hạ, 22. Có người Tiểu Tạ tốt lắm, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Chỗ tôi có hết những video cậu ấy nhảy solo cũng như nhảy cùng bạn nhảy, nếu cần tôi có thể lấy ra cho mọi người xem. Cậu thấy thế nào? Trông cũng tạm ổn. Quay người lại để tôi đánh giá cơ thể nào. Tiểu Tạ, quay người đi. Cậu cao bao nhiêu? 1m83. Chân dài đấy, eo cũng thon, mông cũng cong, tạm được. Anh là phú bà của cửa tiệm Money Boy ấy à? Vậy có để lại tư liệu không? Để lại đi. Mấy thứ hôm nay coi cũng chỉ là người này là tầm tạm. Những người khác không biết là cái thứ gì nữa. Coi chỉ tổ đau mắt. Được rồi, Tiểu Tạ, cậu bạn thì đi trước đi. Ban nãy chỗ tổng biên đang làm gì thế vậy? Nếu là nói là quảng cáo hay thử máy đóng phim gì đó thì lại sơ sài quá. Nếu mà là chọn bạn nhảy cho ca sĩ nào đó thì cũng không cần phải phiền phức như này. Có khả năng nhất là tiết mục tiễn tú của đài truyền hình nào đó. Sau khi tốt nghiệp, mình đã lăn lộn ở Bắc Kinh gần 2 năm rồi. Bây giờ mới ký được hợp đồng với phòng làm việc vũ đạo với danh công ty lớn này.
trúng thưởng có thể được đề quýt. Không ngờ lại bị ngó lơ hơn nửa năm, vẫn chỉ đi show với làm bạn nhảy. Bạn học này, cậu có tiềm năng lắm đấy, muốn tham gia chương trình tuyển tú không? Trước đây còn có biên đạo đài truyền hình mời mình tham gia tuyển tú, lúc đó mình đang ngạo cao ngạo hoàn toàn coi thường những chương trình tuyển tú kia. Bây giờ nếu thật là chương trình tuyển tú với chọn người thì mình còn có gan để từ chối nữa. Kẻ nghèo thì chí không xa, càng ngày càng lớn tuổi rồi, thêm mấy năm nữa e là mình thậm chí còn chẳng có cơ hội tham gia tuyển tú nữa rồi. Chim dây da. Ở đây em hỏi anh còn tiền không? Không phải, tuần trước mới đưa em một dạng à. Đi Hàng Châu một chuyến đã hết từ lâu rồi. Năm ngàn tệ, rốt cuộc anh có không? Hôm qua anh mới gửi tiền cho về cho mẹ rồi. Ba anh phải làm phẫu thuật cuối tuần này cũng có chương trình, đợi chốt tiền rồi lại đưa cho em có được không? Không phải đi Hàng Châu để biểu diễn sao? Sao chỉ có chi mà không có thu chứ? Tôi nói hay không được thì có ích gì, không nói nữa, ra ngoài đây. Cầm lấy. Đi đâu vậy? Hẹn với một chị em đi ăn cơm. Ôi. Bữa cơm này của cô ấy đi hết 3 ngày, không về nhà, gọi điện thoại không nghe, không trả lời tin nhắn. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy. Lần trước cô ấy nói điện thoại hư, lần trước nữa lại tín hiệu không ổn định. Con người thay đổi thì cũng thay đổi rồi, không còn cách nào nữa. Cửa phòng nghỉ. Tiểu tạ, lúc nào cũng có việc thế. Lần sau bắt buộc phải đi ăn khuya chung đấy nha. Nhất định lần sau sẽ đi. Nơi này cũng nhộn nhịp quá vậy. Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Anh đi theo hướng này, sau đó rẽ phải rẽ trái. Cảm ơn. Cái tên đằng này vừa học qua môn sinh lý à. Thấy máu chưa chắc là gái trinh, mà không thấy máu cũng chưa chắc không phải là gái trinh. Hiểu không hả? Tôi hiểu nhiều quá ha. Nói nhảm, tất nhiên rồi. Nếu không sao, là được mệnh danh là Kiều Dương cưỡi ngàn người chứ. Cút cút, bớt ghen tị với bố mày đi. Đi tiểu cái đã. Ở đây không phải là mụ phú bà kia à. Cáp chứ đấy à, có làm gì đâu, chỉ lỡ bên ngoài chơi một chút đấy thôi mà. Nó linh tinh, sao con lại đi lung tung được? Người về nhà rồi hả? Vậy được vậy.
Nhớ chứ, sao lại không nhớ chứ? Về ngay đây, nửa tiếng sau, đúng giờ có mặt. Cái thứ này sao khó lao thế? Mà nhìn cái gì vậy? Tiểu xong rồi, còn không mau khoắn đi. Dấu tẩy trang cần không? Cần. Da dẻ non nớt thế này, nhìn là biết kiều sinh quý tử rồi. Được rồi, nó đi rửa đi. Được 3 điểm. Cái thứ này bao nhiêu tiếp tiền tôi trả cho cậu? Không cần đâu, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đấy, có phải tôi gặp cậu ở đâu rồi không? Chắc là chưa đâu, nhan sắc của tôi đại trà lắm. Không phải chứ, cậu đẹp trai lắm mà. Không đẹp bằng anh. Tôi đường đường là Triều Dương Kim Thành Vũ đấy. Vậy tôi đi trước đây. Ha chi, nhà tôi đột nhiên lại về Bắc Kinh. Bãi không thích trên người tôi dán mấy chữ linh ta linh tinh này. Tôi sợ bãi thấy rồi lại không vui nên mới phải xóa đi. À, cáp sao? Ít gặp lắm đó. Là dân tộc thiểu số hả? Nói nhiều là bệnh đó. Ai tới chữa cho hắn đi. Cáp Nhĩ Tân, Trương Ba Chi, mẹ tôi. Không biết tên khốn nào, lại nói lung tung với mẹ tôi. Nói tôi ở bên ngoài làm chuyện linh tinh, không phải về nhà giải thích rõ ràng, nếu không lại bị anh tôi chém mất. Vậy tôi đi trước đây. Đi đi, đi chung. Tôi nói cho cậu biết nha. Anh tôi trước đây luyện tán thủ đó. Dương siêu, sao đời vệ sinh mà lâu thế? Có phải tuyến tiền liệt có vấn đề không hả? Thằng khốn, mày đố kỵ đấy à? Đố kỵ chỉ là mày thêm xấu xí thôi. Hóa ra cậu ta tên là Dương Siêu, không ngờ cái tên lại giản dị một cách bất ngờ như vậy. Ấy, đợi tôi với. Bãi đổ xe club. Mấy hôm nay nóng tới mẹ luôn, cậu không đi xe, gọi người tới đón sao? Tôi đi tàu điện ngầm. Đỉnh gì? Tôi chưa thấy thằng đàn ông nào ngồi tàu điện đi dự tiệc bao giờ. Tôi không đi chơi, tôi tới biểu diễn. Biểu diễn lúc bắt đầu buổi tiệc ấy là tăng xê. Hả? Có lẽ bây giờ cậu đã nhận ra bố cậu rồi chứ nhỉ? Chân dài cũng dài đấy, tỷ lệ cũng ổn, mông cũng khá đẹp. Tôi tha cái mông của mình, cảm ơn cậu nha.
Vậy thì chắc chắn cậu nhảy ổn rồi. Biết hát không? Làm gì? Giới thiệu cho cậu một công việc. Chỉ cần cậu không phải tông điếc là được. Cũng coi như biết tôi từng học thanh nhạc. Ngày mai cậu gọi điện thoại tới cho người tên là Đoàn Nhất Khung trên chiếc danh thiếp này. Cứ bảo là Dương Siêu bảo cậu gọi. Bây giờ cậu ta còn thiếu một người biết nhảy biết hát, còn lại là đẹp trai nữa. À, tôi là Dương Siêu. Cảm ơn, tôi là Tạ Trúc Tinh, Trúc Trong Mai, Lan Trúc Cúc. Được rồi, tôi đi đây, cậu gọi điện thoại thì nhớ nói tên tôi đấy. Mặc dù là cuộc gặp tình cờ, nhưng cậu ta là một người tốt chẳng qua. Mình sẽ không gọi. Tổ chương trình muốn mời mình tham gia là một chuyện, mình tự gọi điện thoại tới đạo diễn nó muốn tham gia chương trình lại là một chuyện khác. Quá mất giá. Giám đốc Dương, anh tìm tôi ạ. Tiểu Tạ. Tiểu Tạ, tiền đồ tương lai tươi đẹp rồi, thì đừng quên bá lạc tôi nha. Anh Dương, anh đừng lấy tôi ra làm trò cười thế chứ. Đùa đâu mà đùa. Cậu có nhớ từng trước cậu tới văn phòng tôi gặp hai người nọ không? Cậu kể kẻ thì tôi không nhớ rõ là ai, nhưng người đeo kính chính là quản lý của Nét. Nét. Đúng vậy, Nét chính là nhóm nhạc do chính tay tổng công ty giải trí Quân Tinh của chi nhánh công ty Talanxe. Mặc dù bây giờ độ hot của Nét đã giảm, nhưng năm đó họ cũng duy trì được độ nổi tiếng trong suốt hơn 2 năm. Tới tận bây giờ, tác phẩm tiêu biểu vẫn còn tồn tại trên thị trường. Muộn nhất là năm sau, Net sẽ tuyên bố giải tán. Kế hoạch của DK là sẽ ra mắt một nhóm mới trước khi có chuyện đó xảy ra. Lần trước họ tới là vì muốn tuyển chọn thành viên. Tiểu Tạ, cậu đã thông qua bài tuyển chọn đầu tiên rồi. Bây giờ chuẩn bị một chút đi, ngày kia còn một buổi kiểm tra nữa. Nếu đạt thì cậu sẽ được bút với tư cách là thành viên một nhóm nhạc thần tượng. Được, tôi sẽ chuẩn bị một cách nghiêm túc. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ kiểm tra cái gì? Mà kiểm tra tiếp theo sẽ kiểm tra cái gì? Mà kiểm tra tiếp theo sẽ kiểm tra cái gì? Mấy người sẽ không kêu tôi nhảy múa đâu nhỉ? Tôi ngay cái tập thể dục theo đài cũng không biết nữa. Sao có thể cậu có thể thật sự làm khó cậu chứ? Cậu chỉ cần tới đàn piano hát 2 câu, tổ hợp của mấy cái đó phân công thì không cần phải biết nhảy múa đâu. Được rồi, tiến hành kiểm tra tổng cộng bao nhiêu người?
mấy người, điều kiện đều không tồi. Tới lúc đó cậu cũng giúp để mắt đi. Vậy tôi phải để mắt cho thật kỹ rồi. Sau này đều là đồng đội của tôi cả, không khiến tôi vui thì không được tốt cho lắm. À đúng rồi, mấy ngày nay có người nào gọi điện thoại cho anh, nói là tôi kêu cậu ấy tìm anh không? Không có nhận cuộc gọi nào như vậy cả. Cậu kêu ai tìm tới tôi vậy? Sao cậu đẹp trai nước tẩy trong đó không gọi điện thoại vậy hả ta? Không có ai cả. Có thể cậu ấy làm mất danh thiếp của anh rồi. Nói sao đi. Được, anh cả tôi gần đây rất bận. Tôi có một khoảng thời gian chưa gặp anh ấy. Để mai mốt tôi mời anh với các anh trai tôi đi ăn cơm. Tôi đang coi nè, anh ấy ở đâu? Anh cả, quản lý của em hỏi anh, khi nào rảnh anh ấy muốn mời anh đi ăn cơm đó. Tiểu đoàn, tôi gần đây rất bận, đợi tôi rảnh rồi thì đi. Vốn nên để tôi mời cậu đi ăn mới đúng. Em trai này của tôi vẫn còn nghịch ngợm, vẫn là làm phiền cậu dạy dỗ nó cho tốt. Tôi trưởng nhân, khách sáo quá rồi, vậy tôi đợi anh rảnh rồi hẳn nói tiếp. Cơ này, mẹ chúng ta có về không? Em muốn ăn cá. Ăn shit đi. Em làm gì sai sao mà anh lại mắng em? Em nói em không làm gì sai sao? Đã tốt nghiệp được 1 năm rồi, mà cả ngày chỉ biết chơi, một chút khổ cực cũng không chịu nổi. Muốn làm ca sĩ thì đi tham gia Super Boy đi. Thế mà lại kêu anh Hạ mình đi giúp em ký công ty quản lý. Nuôi em lớn tòng ngồng thế này rồi mà có tác dụng gì? Anh nuôi em lớn sao? Rõ ràng là ba mẹ chúng ta nuôi em lớn cơ mà. Nếu anh muốn nuôi con thế thì sao anh không chịu mau chóng đẻ một đứa đi, cả ngày cứ để mẹ chúng ta phải lải nhải với em biết. Anh cũng đã kết hôn được 8 năm trời rồi, nay đã con cũng không sinh được. Anh cả bình tĩnh nè, anh cả đừng đánh mặt của em còn muốn debut lắm. Kia 2 ngày sau, ngồi qua đó đi, nhường chỗ này cho tôi. Nhường chỗ sao? Xin hỏi anh đang mang thai hả?
cậu có phải ngứa qua bên này ngồi đi. Đấy, cậu đẹp trai nữa. Sao cậu cũng ở đây thế? Nói nhỏ thôi. Tôi hỏi DK rồi. Anh ta nói cậu không có gọi điện thoại cho anh ta. Thế cậu tới đây kiểu gì vậy? Hóa ra Đoạn Dứt Khôn chính là DK. Tôi không cẩn thận làm rơi mất tấm danh thiếp rồi. Anh trước đây anh ta từng tới phòng nhảy của bọn tôi để chọn người. Là cậu đấy, tôi nói ngay mà, hôm đó nhìn thấy cậu ở nhà vệ sinh là đã thấy quen quen rồi, còn đang nghĩ xem có phải trước đây đã từng gặp rồi không nữa. Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi đi cùng anh ta đấy. À, cái người đeo kính râm màu đen chính là cậu đúng không? Đúng đấy, chính là tôi. Cậu ta là cậu tên là Tạ Tạ gì nhỉ? Tạ Trúc Tinh. Tôi nhớ rồi, chữ Trúc trong tên của cậu là Trúc nào ấy vậy? Trúc trong Mai Lan Cúc Trúc. Cậu tới đây làm gì thế? Tôi cũng tới phỏng vấn. Tôi chỉ đi cùng DK tới phòng tổng của các cậu thôi. Những người đó chưa gặp tôi bao giờ. Tám phần là quan hệ cá nhân. Tôi đang bảo sao lần đầu tiên nhìn thấy cậu lại cảm thấy vừa mắt tới như thế. Hai chúng ta đây gọi là nhãn duyên nha. Thật xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu rồi. Sau đây xin mời người số 1 Dương Siêu bước vào, người số 2 Quý Kiệt chuẩn bị. Tôi vào trước nhé, cậu cố lên. Mười mấy phút sau. Mà người số Quý Kiệt và người số 3 Đinh Tự Quân chuẩn bị. Nhưng mà người số 1 vẫn chưa ra mà. Số 2 mời vào. Số 2 Quý Kiệt biểu diễn sở trường. Được, vậy thì diễn vai thay phụ trước đã nhé. Một giờ trôi qua. Tiểu Tạ, cậu là người cuối cùng rồi. Không cần phải lãng phí thời gian nữa, cứ trực tiếp phát huy tài nghệ đi. Được. À, ồn quá đi mất tới ai rồi. Hay. Đã từng học thanh nhạc rồi à? Có thể hát một đoạn cậu thuộc nhất không? Được, có học qua một chút thanh nhạc nhưng mà không giỏi. Vậy nên em hãy tạm thời nhắm đôi mắt. Sự kỳ vọng của tôi
nổi trội trong bóng tối. Bình thường vô vị, âm chuẩn cũng tạm tạm. Tôi muốn chọn cậu ta. Tiêu Tà, cậu có ước mơ gì không? Không phải bảo cậu bán thảm đâu, chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Muốn đề bút, không có đề bút thì sao? Vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ tôi muốn đề bút thôi. Được, vậy hôm nay tới đây thôi, cậu trở về đợi thông báo đi nha. Giả cho các vị lão sư rồi. Tạ chúc tinh, cậu nói rồi có đúng không? Đi đi, tôi mời cậu ăn cơm tung tăng cả buổi sáng nay rồi, còn không ăn thì tôi sẽ chết đói mất. Cậu hôm nay nhảy múa rất ngầu đó. Tôi vốn là học nhảy múa mà, chuyện này mà làm không được thì còn có thể làm gì nữa? Piano, không hề biết một chút gì về nhảy múa chứ tứ chi đều không đồng đều. Mai mốt cậu dạy tôi nha. Ca sẽ mời giáo viên dạy múa tốt nhất để dạy cho cậu mà. Năm 90 mấy vậy? Tốt nghiệp trường nào? Quê ở đâu? Tôi sinh năm 92, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, khoa nhảy múa, quê ở Lạc Dương. Cái tên này đang điều tra hộ khẩu sao? Hả? Thì ra là hàng xóm, tôi học ở Đại học Âm nhạc Nhân dân. Nhà tôi là ở Cáp Mỹ Tân, nhưng khi tôi lên tiểu học thì tới Bắc Kinh học rồi. Ba mẹ tôi mấy năm nay đều ở Cáp Mỹ Tân, tôi với hai người anh của tôi thì ở Bắc Kinh. Cậu có hai người anh trai sao? Đúng đó, cho nên tôi tên là Dương Siêu, nghĩa là siêu sinh mà. Còn cậu thì sao? Có anh em gì không? Không có. Tốt ghê đó, tôi cũng không muốn có anh trai, nhưng có cũng không sao. Có lúc hai người anh của tôi cũng ổn đó. Mới nhìn là biết cậu lớn lên ở trong nhung lụa rồi. Mới nhìn là biết cậu là người tốt rồi. Người tốt. Có đối tượng gì chưa? Có rồi. Cái tên này ăn lẩu quá, ăn tới ngu người sao? Sinh không, ngực có bự không, sinh hoạt các phương diện đó có hòa thuận không? Đừng xấu hổ thế chứ em trai. Cậu sinh tháng mấy? Tháng 9. Tôi sinh tháng 1 em trai. Hai chúng ta để lại số điện thoại đi, sau này có thể cùng nhau ra ngoài chơi. Được. Ấn tượng của Tạ Trúc Tinh đối với Dương Siêu đã thay đổi rồi. Từ một cậu ấm xấu xa. Tiến hóa thành một cậu ấm vô lương tâm và còn hơi ngốc nữa. Anh Khôn,
Thiếu tá. Không, tôi cố tình đi gặp cậu ta, cứ chọn cậu ta đi. Cậu ấy trong 8 người này có điều kiện được tính là rất bình thường. Sao lại bình thường được chứ? Cậu ấy nhảy múa không được đẹp sao? Trông cũng đẹp trai mà. Bờ vai đó, cái eo đó, thêm chân dài nữa đó, tỷ lệ cũng rất ổn chứ bộ. Hát cũng được, không phải anh nói sao? Nhóm nhạc nam chia nhau ra gánh vác một phần cơ mà. Đúng là gánh vác một phần, nhưng người làm được hết thì ai mà không yêu chứ. Quý Kiệt số 2 đó, nhảy múa hát hò đều rất ưu tú, cậu lại nói không chọn cậu ta. Vậy thì cũng phải xem nhân phẩm chứ. Con người của Tiểu Tạ rất tốt đó, Quý Kiệt thì như rác rưởi vậy. Như vậy đi, nếu cậu muốn chọn Tiểu Tạ cũng được, nhưng để tôi chọn Quý Kiệt vào. Vậy thì thôi, bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ, thành giao đó. Ngài thật sự đáp ứng làm loại trao đổi này với tiểu gia sao ạ? Tôi giống vậy, tôi đã muốn chọn tiểu tạ rồi, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thế sao ngài lại bảo điều kiện cậu ấy rất bình thường? Thằng nhóc đó dã tâm rất lớn, không biết điều chỉnh tâm tình, tính tình sốc nổi. Nếu không phải hai người đứng trước mặt, tôi còn không tin cậu ta 22 tuổi đâu. Trong số mấy người hôm nay, chỉ có cậu ta là có tố chất cao nhất, không chọn cậu ấy thì chọn ai? Giờ trong vòng giải trí này có giọng ca tốt, đếm trên đầu ngón tay, huống hồ cậu ta hát cũng không tệ. Mấy ngày sau, tôi mới ra ngoài có 5 6 ngày, cậu liền chạy đi làm tận 2 công việc, kiếm mấy nghìn tệ đó để làm gì? Muốn đổi máy giặt tự động sấy khô thì cũng chỉ có mấy ngày thôi. Lần này tôi đi có gặp một người phụ nữ lúc trước từng làm người mẫu ở bệnh viện, mà bởi vì đã tìm được một người có tiền, giờ chỉ có ở nhà nuôi chó, học cắm hoa, không có gì thì bay đến Hồng Kông mua sắm, lúc nào cũng vênh hết cả mặt lên. Tôi nói cậu này, đã sắp mất đến thất tịch rồi đó. Năm ngoái mấy người chị em của tôi được chồng bọn nó đưa đi nước ngoài du lịch, không thì tặng xe tặng túi xách. Em thì tốt rồi mà, qua thất tịch rồi mới tặng tôi một cái túi giảm giá, hại tôi không có mắt mũi nào để nhìn bạn bè hết. Anh đi nghe điện thoại đó. Làm gì thế? Ở nhà lâu vậy? Ai vậy? Cậu sống ở đâu? Tôi đến tìm cậu chơi.
tôi sắp lao xong rồi, lát xe đến tìm cậu. Vậy tôi gửi cậu địa chỉ nhé, đến nhanh đó. Mình tôi sắp chết chán rồi. Ai tìm anh đi đâu? Trong chương trình có quen một người bạn tìm anh chơi thôi. Tôi lười nói anh lắm rồi, cả ngày chỉ có lăn lộn với đám bạn bạn vô tích sự của anh. Để xem có chơi ra chút tan dạng gì không. Vẫn chưa xong nữa à, vẫn là ra ngoài nhanh thôi. Quán bar Tiêu Tà, lại đây, tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó. Uống đi, uống đi. Còn tưởng cậu ta gọi mình ra đây để uống rượu, hát hò rồi ăn uống, không ngờ là loại chơi này. Về sau vẫn là không nên ra ngoài chơi cùng với tiểu thiếu gia này. Gia, anh về rồi. Tâm tình cô ấy không tốt. Giọng bó quá này có thể khiến cô ấy vui. Dạ, em ở nhà không? Dạ, em đi. Tiểu Tà, chúng ta chia tay đi. Dạ, sao vậy? Anh có chỗ nào làm chưa tốt sao? Về sau anh sẽ sửa. Em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo em mà. Là em có lỗi với anh. Em cặp với đạo diễn của bộ phim em đang đóng rồi. Em mới có tiền, cũng có thể cho làm vai diễn. Tuổi trẻ của con gái chỉ có vài năm ngắn ngủi đó thôi. Lãng phí thì sẽ không qua lại được nữa. Xin lỗi, em chỉ muốn sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Em chịu hết nỗi cảnh thiếu thốn tiền bạc rồi. Đồ đạc ở trong nhà em không cần gì hết. Anh cứ tùy tiện xử lý đi. Lúc trước em không có lỡ nói trước mặt anh. Muốn làm ca sĩ đâu có dễ. Anh hãy nhìn nhận thực tế đi. Cứ yên ổn làm một thầy dạy nhảy còn tốt hơn là ngàn lần bây giờ. Em cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi. Chúc em hạnh phúc. Xin chào. Xin chào, là Tạ Trúc Tinh đúng không ạ? Là tôi xin hỏi ngài. Tôi là trợ lý của Đoàn Nhất Khôn tiên sinh, rất vui thông báo với cậu, cậu đã được thông qua màn phỏng vấn tuần trước rồi. Ngài nói tuần sau công ty sẽ chính thức ký hợp đồng với cậu, hoan nghênh cậu tham gia nhóm nhạc thần tượng Nam Amsterdam của công ty giải trí Quy Tinh.
giải trí uy tín. Cậu quê đánh rồi. Không bị bệnh, hôm qua có một buổi biểu diễn, trở về muộn quá nên không ngủ ngon, có thể sắc mặt hơi kém. Tôi là cậu còn diễn gì thế? Đã sắp ký hợp đồng debut rồi, còn phải đi kiếm chút tiền vụn vặt đó làm gì? Xin chào, tôi là Dương Tiêu Mục, sau này mong được chỉ dạy thêm. Tôi là Trình Diệu, tôi là Cao Tư Diễn, tôi là Quý Kiệt. Có thể chơi cùng cái thứ rác rưởi Quý Kiệt kia, chắc chắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Xin chào. Người đầu đến đủ rồi thì vào trong đi, đoàn tiên sinh sắp đến rồi. Phòng hội nghị, có người tôi không thích khoa mô mốt mép, có lời khỏe nói trước. Các cậu là do tôi chọn ra, tôi có hy vọng rất lớn ở các cậu, nhưng hy vọng này có thể trở thành hiện thực hay không, không thể dựa hết vào tôi, cũng phải dựa vào bản thân các cậu. Tôi chỉ có hai yêu cầu, nghe lời, siêng năng. Bây giờ tôi sẽ bố trí nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu. Tháng tập huấn trước khi debut này, nội dung bao gồm thanh nhạc, nhạc cụ và nhảy múa trong các cậu dốc hết sức làm được trong một tháng. Cái gì, hôm nay đã bắt đầu rồi sao? Đúng, tôi không phải cậu nó muốn nhảy học nhảy với Tiểu Tạ. Tiểu Tạ, cậu đi tìm nhân viên quản lý lấy chìa khóa phòng tập tầng 10. Trước khi giáo viên dạy giải đến, cậu giúp cậu ấy khởi động trước. Dương Tiêu Mục, Cao Tư Diễn, hai cậu đến tầng 12 tìm giáo viên dạy thanh nhạc. Quý Kiệt, Trình Diệu cũng đến phòng đàn ở tầng 12. Được rồi, đi đi. Phòng tập. Tôi không tập. Hôm qua tôi cũng ngủ không ngon, buổi tối ở nhà chán quá nên đã xem phim kinh dị. Chúng lại kéo anh hai, tôi xem chung với tôi, xem được một nửa thì anh ấy nhận được cuộc gọi cấp cứu nên đã về bệnh viện. Mình tôi xem hết, thật sự bị dọa chết cha rồi. Lúc đầu tôi muốn được rộng rãi thoáng mát nên ở tầng 3 biệt thự nhà tôi, trong phòng có toilet phải ra ngoài đi. Trong hành lang rất đáng sợ, khắp nơi đều có bóng ma, tôi cũng không dám ra ngoài, nhịn tiểu tới mức không ngủ được, đến lúc trời sáng mới được đi tiểu. Cậu còn sợ ma? Chẳng lẽ cậu không sợ à? Tôi không tin quỷ thần. Vậy thì tốt quá, sau này tôi tìm cậu xem cùng, đỡ cho mỗi lần đều phải tìm anh hai tôi, anh ấy còn cứ mắng tôi.
không được rồi, tôi thật sự buồn ngủ chết mất. Tôi mặc kệ, tôi không khởi động, cũng không nhảy múa. Đúng là chưa từng gặp loại người này, như trẻ con khổ gì cũng không muốn chịu. Tôi chưa ăn sáng, cậu đã ăn chưa? Ăn rồi. Ăn gì rồi? Hoành thánh, nhân gì? Thịt lợn hành. Chấm giấm không? Là tôi ăn hoành thánh, không phải sủi cảo. Tôi sắp đói chết rồi. Hay là chúng ta trốn tiếp đi, tôi mời cậu đi ăn. Làm xanh sợ ít két, bảo đảm hết đói. Thiếu tá, chào cô Lý. Đây là cô giáo lúc trước từng dạy tôi. Chào cô Lý. Thiếu tá không có gì để dạy cả, em còn nhảy giỏi hơn cả tôi. Dương Siêu, em chưa từng học nhảy múa, lại đây phải kéo dây chằng trước đã. Em ngồi ở đây, mở chân ra. Cô muốn tập yoga hai người với em sao? Cái nó giãn gân rất đau. Tôi mở dây chằng chắc chắn là thứ sơ cấp, không đau như vậy đâu vậy. Ôi mẹ ơi, không được, không được. Gãy rồi. Cứu mạng, ai cứu tôi với. Sau khi tan học, đời này tôi chưa từng đau như vậy. Quá mẹ nó đau rồi, như bị chơi một lần không khép được chân vậy. Nhà ăn nhân viên cậu là đói quá hay là thật sự không kén ăn? Tôi từng kén ăn, tôi nói cậu nghe. Tôi không thích ăn rất nhiều thứ: hành tây, rau thơm cần tây, hương thung chân vịt, cải cúc, cà chua, cà rốt, cải trắng, ớt xanh, ớt đỏ, ớt màu, hành cần tỏi, dân dân mây mây, vô cùng nhiều. Cái tên này đang nói một hơi à, chỉ còn thiếu mỗi gõ phách. Lúc nhỏ tôi chọn đồ không thích ăn dứt ra ngoài, bị ba tôi nhìn thấy kêu tôi lên đánh một trận, giờ sao cũng không dám nữa. Nhưng không có so sánh thì không có lợi hại. Tôi thà để ông ấy đánh thêm một trận hoặc trăm trận nữa cũng không muốn bị cô Lý giãn gân nữa. Cái đó thật còn đau hơn bị đánh. Lúc mới đầu là vậy đấy. Đợi cơ thể thích ứng, dây chằng mở ra hết rồi thì sẽ không đau nữa. Đừng có nói người khác, cậu là tập từ nhỏ đúng chứ? Cơ thể trẻ con mềm tới mức nào, cậu đâu biết tôi đau tới mức nào. Mười hai tuổi tôi mới bắt đầu học nhảy múa, cũng không mềm mấy. Lúc mới đầu mỗi ngày chỉ riêng đà hát ra phải làm thì mười mấy lần. Không đau sao? Muốn học thì không thể sợ đau. Hay, nhưng tôi đâu muốn học. Vậy cậu muốn tham gia nhóm thần tượng làm gì?
đâu biết nhóm thần tượng lấy chất giả như vậy. Tôi tưởng là chỉ nhìn mặt là được rồi chứ. Mau nói cho tôi biết, chiều chúng ta không cần dạng chân nữa chứ. Là giãn gân không cần nữa, chiều là hết thanh nhạc. Tập nhảy thế nào rồi? Cô Lý đó biểu hiện của cậu ấy rất tốt. Hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng mệt rồi. Trở về nghỉ ngơi, ngày mai lúc đến thì mang theo hành lý. Sau khi kết thúc sẽ sắp xếp ký túc xá cho các cậu. Tôi không ở. Các cậu về trước đi, 9 giờ sáng mai đến đúng giờ, Dương Siêu ở lại. Có phải tập giãn gân mệt quá không? Tôi nghe cô dạy nhảy nó cậu đau tới mức gọi mẹ rồi. Anh không có nói với tôi còn có cái tập huấn này. Trong hợp đồng viết cả rồi, có phải cậu căn bản không xem không? Hợp đồng là Dương Tài xem giúp mình, chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy, cố tình không nói cho mình. Sự việc đã như vậy rồi, nếu mình bỏ không làm nữa chắc chắn anh ấy sẽ đánh chết mình. Vậy tóm lại tôi không ở ký túc xá, ai muốn ở chung với đám con trai, nhà tôi cũng không xa, tôi về nhà ở là được rồi. Thời gian tập huấn vẫn phải ở cùng nhau, sau này mỗi ngày phải học đủ 3 tiết học, sáng 8 giờ đi, tối nhất cũng phải 8 9 giờ. Các cậu ở chung cũng tiện hơn nhiều, tôi có thể sắp xếp xe thống nhất đưa đón các cậu, ai cũng không thể lỡ tiết học. Quan hệ của ba người Quý Kiệt và Cao Tư Diễn đã rất hòa hợp rồi. Sau khi ở chung chắc chắn sẽ càng tốt hơn, nếu Tiểu Tạ cũng ở cùng với họ. Vậy thì làm sao? Sau khi Tiểu Tạ ở cùng với họ mỗi ngày ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, đương nhiên cũng sẽ dần dần càng gần gũi với bọn họ hơn. Tương thân tương ái mà. Ký túc xá. Không phải có người nói không ở ạ. Liên quan gì tới cậu? Đã nói rồi đấy, hai ta ở một phòng. Được. Đại thiếu gia, nó lải nhải cả ngày rồi cậu ta không muốn ở với người khác tới mức nào chứ? Tôi muốn phòng này, các cậu tự chia, tôi vào trước đây. Mặc dù phòng này không rộng, nhưng giường tầng này khá là mới. Anh có phải lúc trước anh từng dạy tiết nhảy cho người bên thương mại quốc tế không? Từng dạy, tôi ở bên đó. Học tên rác rưởi Quý Kiệt này kia đang quyến rũ Tiểu Tạ của mình. Tạ Trúc Tinh ở bên ngoài dông dài cái gì? Vào đây. Cậu cũng mau dọn dẹp đi, lần sau rồi nói. Đóng cửa lại. Cậu ta đã nói gì với cậu? Tùy tiện nói hai câu.
tùy tiện nói hai câu mà gọi cậu là anh. Sao cậu ta không gọi tôi là anh? Cậu ta cũng năm 92, sinh tháng 6, lớn hơn cậu. Cậu còn biết cậu ta sinh tháng mấy, hai cậu thân như vậy, từ khi nào? Trên tài liệu có. Cái tên đê tiện rác rưởi này. Con thường bố thì thôi đi, còn muốn quyến rũ người của bố, dáng vẻ chẳng ra gì, mơ còn rõ đẹp. Tôi là người của cậu từ khi nào? Tôi nói cậu đúng chính là đúng, còn cậu dám nói không đúng. Cậu là trẻ con mấy tuổi à? Hai tao quen biết trước, mấy người bọn họ đều là người ngoài. Người ngoài, cậu có hiểu không? Cậu mừng có nghe người ta gọi cậu một tiếng anh thì cảm thấy đó là người của mình. Bọn họ từng đi ăn lẩu với cậu chưa? Cùng uống rượu chưa? Cùng chơi chưa? Cậu có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Nghe thấy cái gì? Cậu thân, cậu thân, cậu thân nhất. Tình yêu của My. Vậy đại cậu thu dọn xong, cũng thu dọn rồi giúp tôi đi. Tôi lừa động cánh tay và chân đều đau. Đi tắm trước đi. Người khác tới tập huấn là để học, sao mình tới đây là trông trẻ rồi, còn là đứa nhỏ hung dữ, vừa ngốc vừa lười, vừa không biết xấu hổ. Được, vậy mẹ cũng ngủ sớm đi. Nói chuyện với ai thế? Vui như vậy bạn gái của cậu à? Không phải, là mẹ tôi. À, bạn gái cậu thì sao? Không phải hai cậu ở chung à? Cậu dọn tới đây rồi, bây giờ cô ta ở một mình ha? Cô ấy cũng tìm được chỗ mới dọn đi rồi. Tôi còn chưa từng ngủ với con trai của cậu, ngủ với con trai chưa? Tôi ngủ với cậu, ngủ chung nha. Lúc 7-8 tuổi có ngủ với anh cả thôi. Tè dầm, anh ấy tỉnh cho một trận về sau cũng không ngủ với tôi nữa. Thì ra là nghĩa trên mặt chữ. Lúc trước đi học, cậu chưa từng ở ký túc xá à? Chưa từng, điều kiện tệ quá. Hơn nữa tôi và bạn học nam cũng không hợp, bọn họ đều không thích tôi. Cô quỷ mới thích cậu á. Duyên với con gái của tôi còn tạm được, con trai thì không được. Từ nhỏ đến lớn không có mấy ai hợp, chỉ đại học mới có một. Bỏ đi, cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Bản thân cậu là thứ tốt đẹp gì? Tôi cảm thấy cậu rất tốt. Tôi ngủ đây, đợi lát cậu tắt đèn pha. Dương Siêu, đúng là đứa trẻ bị chiều hư, miệng hơi tiện, lòng dạ lại xấu, một số mặt nào đó thậm chí còn rất đơn giản. Tuy là bây giờ vẫn chưa biết tại sao cậu ta lại nhìn mình bằng con mắt khác, cũng không rõ rốt cuộc bối cảnh nhà cậu ta lớn tới mức nào. Nhưng duy trì quan hệ tốt với cậu ta cũng không có gì xấu với mình.
Mình rút lại lời nói hôm qua, phải duy trì quan hệ tốt với tên này có ảnh hưởng không tốt, rất lớn cho huyết áp của mình. Xe của công ty sắp tới rồi, cậu còn không dậy thì sẽ đến muộn đấy. Để tôi ngủ thêm lát nữa đi. Cậu đã nói ngủ thêm lát nữa 5 lần rồi, mau dậy đi. Xe tới rồi, kêu chúng ta mau xuống kìa. Chưa thấy người trưởng thành nào thích ngủ cố như vậy. Bạn cùng phòng người ta đều đi cùng nhau. Nếu mà nào bỏ lại bạn cùng phòng của mình là lại một mình cũng không hay lắm. Hết cách, buồn nôn thì buồn nôn, cũng chỉ có thể thử như vậy thôi. Cậu còn không vậy, sau này tôi sẽ không thấy cậu nữa. Hôm nay tôi sẽ dọn tới ở cùng với Quý Kiệt.